Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lượt đi bán kết cúp C1 châu Âu năm nay. Trận đấu giữa câu lạc bộ Barcelona và câu lạc bộ Liverpool. Chiến thắng trước Levante ở vòng đấu vừa rồi thì đã giúp Barca bảo vệ thành công trước vô địch La Liga. Giờ đây thì Messi và các đồng đội có thể toàn tâm toàn ý cho mục tiêu cúp C1. Trong khi đó thì Liverpool vừa có được chiến thắng năm sao trước Huddersfield và giúp cho The Cop đang có lợi thế trong trận đua vô địch Ngoại hạng Anh. Do đó thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp có được sự tự tin rất lớn trước khi hành quân sang đất Tây Ban Nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình dự kiến của hai đội cho trận đấu này. Thưa quý vị, đội chủ nhà Barcelona họ sẽ chơi với Luis Suarez trên hàng công và hai bên sẽ là Messi và Dembele. Ba cầu thủ chơi hàng tiền vệ là Rakitic, Busquets và Atu. Bốn cái tên sẽ chơi ở hàng phòng ngự là Alba, Lenglet, Piqué và Semedo cùng với thủ thành Ter Còn đội khách Liverpool họ vẫn chơi với đội bộ ba quen thuộc trên hàng công đó là Firmino, Mane và Salah và ba cái tên chơi hàng tiền vệ là Keita, Henderson và Wijnaldum. Bốn cầu thủ chơi hàng phòng ngự là Robertson, Van Dijk, Matip và Alexander Arnold cùng với thủ thành Alisson. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tỷ lệ dự kiến của trận đấu này. Thưa quý vị, như vậy là trên sân nhà, câu lạc bộ Barcelona sẽ chấp Liverpool 1/2 trái. Barca đang có phong độ cực cao, suốt từ tháng 3 tới giờ thì họ chưa từng để thua bất kỳ trận nào. Đội chủ sân Newcastle đã có 11 trận bất bại trong đó có 9 chiến thắng và tại cúp C1 thì Barca vẫn chưa để thua bất kỳ trận đấu nào. Liverpool thậm chí còn ấn tượng hơn, họ giữ mạch thắng suốt từ đầu tháng 3 với tổng cộng 10 chiến thắng ở tất cả các đấu trường. Do vậy ở Champions League thì Liverpool đã phải nhận 3 thất bại và đáng nói cả 3 thất bại đó đều diễn ra trên sân khách. Có thể lựa chọn Barcelona ở kèo chấp này, bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu ở trận này là 3 hòa. Barcelona và Liverpool đều có hàng công cực mạnh, gặp nhau là điều khiến người hâm mộ chờ đợi một trận cầu mãn nhãn. Tuy nhiên với tỷ lệ này thì có thể thấy mức bàn thắng nhiều khả năng sẽ chạm ngưỡng là tổng 3 bàn và tôi cũng đưa ra dự đoán của mình, Barcelona sẽ vượt qua Liverpool trên sân nhà với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.